Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi về chuyên đề gồm 3 phần. Một số vấn đề lý luận, vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng bộ tỉnh Sơn La nhằm tăng cường phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững. Một số tác phẩm bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ. Nội dung chuyên đề đã được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích, sinh động, gắn với thực tiễn cuộc sống đang diễn ra trong từng lĩnh vực việc làm. Mỗi nội dung trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được phân tích cụ thể, gắn với thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được Huyện ủy Mường La quán triệt triển khai kết luận số 456 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, kế hoạch số 157 ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ngay sau hội nghị này, các chi đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2022 tới cán bộ đảng viên, vận dụng kiến thức tiếp thu để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.